quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020, kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, sáng nay ngày 23 tháng 5, dự kiến Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra cũng như thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế chính sách đặc thù khác. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày và thảo luận trực tuyến báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm qua đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Ngay khi đến thành phố Vinh, đoàn đã di chuyển đến thăm tặng quà trường tiểu học Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Báo cáo với đoàn, cô Đoàn Thị Dung, hiệu trưởng trường cho biết, năm học 2019-2020, trường tiểu học Làng Sen có 21 lớp với tổng số học sinh là 693 em. Về chuẩn đào tạo, 100% giáo viên trên chuẩn, mặc dù vẫn còn một số khó khăn nhất định. Song nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết. Nhà trường đã quyết tâm vươn lên giành được những thành tích đáng ghi nhận như trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện đạt vững chắc dẫn đầu trong toàn huyện. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. Biểu dương những thành tích giáo viên và học sinh đạt được, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao trường tiểu học Làng Sen là mái trường có truyền thống hiếu học, luôn là lá cờ đầu của giáo dục Nghệ An, là trường trọng điểm cấp huyện nên được các ngành, các cấp quan tâm, chăm lo, chỉ đạo sâu sát. Đồng chí mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh của trường tiểu học Làng Sen nói riêng và tỉnh Nghệ An phải nỗ lực hơn nữa, trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục, xứng đáng là những học sinh trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường Làng Sen chỉ có đây có thôi, là một cái trường mang cái tên rất là ý nghĩa lịch sử, gắn với thời thơ ấu của Bác và trở thành một cái khái niệm gắn với con người Chủ tịch Hồ Chí Minh và người Việt Nam. Thì nghe báo cáo thì thấy rất là mừng. À, tôi gốc là thầy giáo mà nghe tôi nhớ 396 học sinh đúng không ạ, 26 giáo viên, 13 là giáo viên giỏi cấp tỉnh, 13 là cấp huyện đúng không ạ, cái sân trường là 12.000 m², là vượt chuẩn đúng không ạ, rất là mừng, rất là vui là các cô ở đây có điều kiện để chăm sóc cái lớp mầm non chính tại xã nhà của quê hương Bác. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng 10 bộ máy tính cho nhà trường với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo viên có trình độ về tin học và ngoại ngữ, để giáo viên, học sinh Làng Sen quê Bác cũng phải giỏi ngoại ngữ, thạo tin học, quyết tâm xây dựng trường phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa về mọi mặt, xứng đáng là ngôi trường trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Đoàn đã đến thăm 3 hộ gia đình chính sách tại huyện Nam Đàn, thăm gia đình ông Phan Văn Chất, thương binh hạng 3/4, gia đình ông Nguyễn Văn Đàn, thương binh hạng 1/4, gia đình ông Dương Tứ, đảng viên gốc Công giáo, bệnh binh hạng 2/3. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi chúc sức khỏe các thương bệnh binh, gia đình luôn luôn mạnh khỏe, động viên các gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vươn lên trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đoàn cũng đã đến khảo sát và nghe báo cáo tại tuyến giao thông kết nối khu di tích Kim Liên, Nam Đàn. Theo chỉ đạo trong buổi làm việc vào tháng 2 năm 2020 vừa qua, liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành Tham Lương, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các đơn vị cố gắng hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng trước tháng 6 năm 2020 để triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, công tác này hiện đang gặp một số vướng mắc, vì vậy trong chiều hôm qua, đồng chí Trần Lưu Quang đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để cùng tháo gỡ cho các đơn vị trong quá trình triển khai tuyến metro số 2 này. Theo báo cáo, với tiến độ hiện nay, đến 30 tháng 6, trên địa bàn quận 1 có thể cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường, bàn giao 60-70% mặt bằng. Quận 10 cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường và nhận bàn giao các trường hợp đất công. Quận 12 đã hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao xong mặt bằng. Quận Tân Bình có 2 ga đã bàn giao xong là ga S10 và S11, còn các ga còn lại khoảng 50%. Quận Tân Phú cơ bản hoàn thành chi trả bồi thường và bàn giao 50% mặt bằng.
quận 3 hoàn thành phương án bồi thường mới và nhận bàn giao 33%. Trong đó, quận Tân Bình là địa phương có tổng số hộ bị ảnh hưởng nhiều nhất với 356 hộ. Có 70% đồng ý là nhận tiền ngay, 20% là kiến nghị đòi giá lên. Và một số ít hộ là nằm trong mối quan hệ dân sự của gia đình. Bàn giao móc ranh của Ban Đường sắt đô thị và các đơn vị có chức năng đó, thì Tân Bình đến giờ này chính thức là 27 tháng 5 này sẽ bàn giao 2 ga trước cho Ban Đường sắt đô thị. Còn lại 4 ga lại thì ga số 9 là cái ga cần phải giao trước để thi công. Thì quận hứa bảo đảm 30 tháng 6 sẽ bàn giao. Sẽ có một cái chuyên đề như em nói là tập trung giải phóng bằng, tập trung di rời tầng kỹ thuật, tập trung triển khai công tác thẩm định dự toán, phê duyệt đấu thầu các thứ để chúng ta song song với những cái chúng ta làm. Và một cái nhóm thứ tư nữa là phải tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ để điều phối lại cái vốn một chút. Đấy, cho nó phù hợp. Thì cơ bản thì các nhà chợ họ cũng đứng trên góc độ, họ cũng đã thống nhất. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ những nỗ lực của các đơn vị sở ngành quận huyện. Mục tiêu quan trọng của giai đoạn này là phải sớm giải quyết những vướng mắc của các địa phương để công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng sớm đạt được như mục tiêu đề ra. Chúng ta thống nhất với nhau một cái nguyên tắc là phải đền bù đồng bộ và hoàn tất xong trước khi triển khai các hạng mục chính của dự án. Nguyên tắc thứ hai trong đền bù thì mong các đồng chí hiểu cho một điều, chúng ta sẽ làm sao vận dụng các quy định của pháp luật để người dân được hưởng lợi nhất có thể, nhưng cũng phải đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật và không vũ rối. Chúng ta sẽ thống nhất phương án là sẽ điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn, đưa dự án đền bù của tuyến metro số 2 thành một dự án độc lập và điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn để có tiền ngân sách thành phố bổ sung cho cái dự án này. Câu chuyện thứ tư đó là cái việc hướng dẫn Ủy ban dân cấp quận cấp phép các công trình xây dựng nằm trong hành lang an toàn của tuyến đường sắt đô thị. Bởi một cái lẽ cũng rất giản dị rằng khi mình đi đến với người dân, mình phải nói với người ta rằng là phần còn lại ông bà cô bác được xây như thế nào để cái tuyến đường sắt đô thị khi xe tàu nó chạy qua đổ rung nó không ảnh hưởng tới ngủ được, không có bị giật mình giữa chừng. Và cái thứ hai là xây như thế nào để công trình của ông bà nó không ảnh hưởng ngược lại tới cái tuyến đường sắt. Dự án đầu tư tuyến metro Bến Thành - Tham Lương có quy mô đầu tư khoảng 12 km, chạy qua 6 quận gồm quận 1, quận 3, quận 10, 12, Tân Bình, Tân Phú. Trong đó, đoạn đi ngầm khoảng 9,2 km, đoạn trên cao và đường dẫn depot hơn 2 km. Tổng số vốn đầu tư dự án metro số 2 tuyến Bến Thành - Tham Lương sau điều chỉnh dự kiến khoảng 2,09 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 47.890 tỷ đồng. Tổng số hộ dân và đơn vị bị ảnh hưởng là 602, với tổng diện tích thu hồi là hơn 251.000 m2 đất. Trong chiều hôm qua ngày 22 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp và làm việc với ông Ousmane Diouné, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Ousmane Diouné cho rằng thời điểm này là phù hợp để khôi phục và phát triển kinh tế. Ngân hàng Thế giới đã nghiên cứu một số chính sách và sẵn sàng chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần vào tăng trưởng của thành phố. Về dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2 và dự án phát triển giao thông xanh, ông nhấn mạnh điểm mấu chốt hiện nay là tăng tốc thực hiện để đảm bảo tiến độ các dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết đã rà soát lại tiến độ, đẩy nhanh thực hiện các dự án, đồng thời tiếp tục chuẩn bị cho chương trình hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Thế giới DPO2 và dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn. Hy vọng Ngân hàng Thế giới tiếp tục tạo điều kiện cho thành phố sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển. Thưa quý vị, do dịch COVID-19, nhiều thành phần xã hội, mà đặc biệt là người lao động, công nhân nhập cư, chính là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Giờ đây khi quay lại với Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc mưu sinh cho bản thu nhập bản thân, thì người lao động nhập cư chính là lực lượng nòng cốt giúp cho kinh tế thành phố sớm phục hồi sau dịch bệnh. Tuy nhiên, ông bà ta thì vẫn thường nói an cư mới lập nghiệp. Hiện nay các dự án nhà ở xã hội và nhà giá rẻ không đủ để đáp ứng nhu cầu của người lao động, sinh viên ngoài tỉnh. Do đó, khuyến khích và kêu gọi đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê là giải pháp trước mắt để đáp ứng nhu cầu nhà ở, ổn định trật tự xã hội. Và mới đây thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các chủ nhà, nhà trọ cho thuê được dễ dàng hơn nhờ vào văn bản hướng dẫn mới. Những căn nhà ở riêng lẻ được hô biến thành các phòng trọ cho thuê chật hẹp,
tiềm ẩn nhiều nguy cơ vẫn đang tồn tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc điểm chung là chủ nhà xin giấy phép xây dựng nhà ở, sau đó ngăn vách, trổ cửa để chia nhỏ thành nhiều căn phòng cho thuê. Trước thực trạng trên, Sở Xây dựng thành phố đã ban hành hướng dẫn làm nhà trọ đáp ứng nhu cầu tạm cư đối với người lao động không có điều kiện mua nhà. Theo hướng dẫn này, nếu quy mô nhà trọ nhỏ, chủ nhà sẽ không cần thành lập công ty và đăng ký kế hoạch xử lý môi trường mà chỉ cần làm các bước như công trình nhà ở bình thường. Diện tích của cái phòng ở tối thiểu là 10 m². Ví dụ như mà ở nhiều người thì cái diện tích sử dụng bình quân tối là cũng phải tối thiểu là phải được 5 m² một người. Những điều kiện sinh hoạt trong trọng được đảm bảo, ví dụ như là điện chiếu sáng, rồi cái nguồn nước cung cấp thì phải bảo đảm là vệ sinh, rồi trong nhà phải có những cái thiết bị để phòng chống cháy nổ. Mà khu nhà trọ mà tập thể thì có thể là sử dụng nhà vệ sinh chung. Ông Phạm Văn Thành, một chủ nhà trọ tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, còn cho biết nhờ hướng dẫn mới ban hành của Sở Xây dựng nên thời gian từ thiết kế bản vẽ đến làm thủ tục xin phép chỉ mất vài ngày, nhanh gọn hơn nhiều so với trước kia. Đối với những người mà đầu tư xây dựng làm nhà trọ đó, thì căn cứ vào cái biên bản này xin phép rồi bản vẽ phòng trọ nó rất là thuận lợi, và cái việc xin phép ấy, là theo cái hướng dẫn là nó được rút ngắn gọn nhưng mà nó đầy đủ, nó thuận lợi hơn trước đây rất là nhiều. Việc ban hành hướng dẫn để cấp phép xây dựng các khu nhà trọ theo chuẩn sẽ bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn về phòng cháy chữa cháy và tạo ra quỹ nhà trọ cho người dân, đồng thời hạn chế tình trạng xây nhà trọ không phép, sai phép. Thưa ông, mới đây thì Sở Xây dựng đã ban hành hướng dẫn để làm nhà trọ giúp cho các hộ gia đình cá nhân dễ dàng làm nhà trọ hơn mà tuy nhiên vẫn đảm bảo quy định pháp luật. Ông có thể nói rõ hơn về văn bản hướng dẫn này ạ? Hướng dẫn này cái quy trình thực hiện này nó gồm 5 bước. Bước thứ nhất là đương nhiên là người dân phải kiểm tra lại cái giấy tờ hợp pháp của mình. Ví dụ nó là giấy tờ đất, nó là nhà ở phù hợp với quy hoạch tại khu vực đó. Sau đó chúng ta đi làm thiết kế cơ sở và thiết kế xây dựng. Công trình mà xây dựng mà dưới 20 tỷ thì người dân không cần phải thành lập doanh nghiệp. Cái bước thứ ba là về chúng ta đi xin phép xây dựng. Nếu như mà công trình tổng cái đầu tư là từ 15 tỷ đổ lại và 6 tầng đổ lại thì cơ quan quận huyện cấp phép. Còn trường hợp mà phải lập trên 15 tỷ và trên 7 tầng thì liên hệ với Sở Xây dựng để cấp phép xây dựng. Tối đa là 2 tuần mà chúng ta sẽ nhận được giấy phép xây dựng này. Cái bước thứ tư là bước xây dựng. Bước thứ 5 là bước nghiệm thu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thực hiện tháng nhân đạo năm 2020, hôm qua tại huyện Củ Chi, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình trao tặng phiếu mua lương thực, thực phẩm hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có thành viên là người khuyết tật, người già neo đơn, đang điều trị tại cơ sở y tế chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào khác. Các phần quà là phiếu mua hàng do hệ thống siêu thị Co.opmart phát hành, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, được dùng để mua được lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, có thời hạn sử dụng trong 3 tháng. Củ Chi là địa phương đầu tiên được hưởng lợi từ chương trình này. Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục trao thêm 700 suất cho các quận huyện như quận 4, 6, 9, 12, huyện Bình Chánh và Hóc Môn, mỗi quận huyện là 100 suất, tổng trị giá chương trình là 400 triệu đồng. Mở đầu phần điểm báo sáng nay là bài viết Bảo hiểm xe máy giảm thủ tục tăng bồi thường trên báo Tuổi Trẻ. Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, hiện nay thủ tục bồi thường bảo hiểm đối với xe máy đang có rất nhiều vấn đề nên người dân mới phản ảnh, chưa mặn mà với việc mua sản phẩm này. Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Nghị định 103 năm 2008 theo hướng đơn giản hóa thủ tục sao cho thuận tiện nhất cho người dân. Có thể mức bồi thường dưới 10 triệu đồng một vụ, thủ tục bồi thường sẽ rất đơn giản. Với mức bồi thường cao hơn mới yêu cầu hồ sơ phải đủ các thủ tục về biên bản hiện trường, giám định thiệt hại của cơ quan chức năng. Công trình vi phạm sẽ bị ngừng cấp điện nước là thông tin đáng chú ý trên báo Pháp luật thành phố.
Chiều 22 tháng 5, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Việc bổ sung biện pháp này sẽ góp phần tăng thêm công cụ mang tính mệnh lệnh, phục tùng, thể hiện quyền lực nhà nước, áp dụng trực tiếp với các cá nhân tổ chức có hành vi vi phạm hành chính, không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, thiết lập lại trật tự quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh đòi lại mảng xanh là bài viết trên báo Người Lao Động. Những ngày nắng nóng, sự bức bối do thiếu mảng xanh càng thôi thúc ngành chức năng ở thành phố lập kế hoạch đòi lại mảng xanh từ các chủ đầu tư khu dân cư. Theo Sở Xây dựng thành phố, tổng diện tích đất quy hoạch công viên cây xanh toàn thành phố lên đến 11.400 ha, tương ứng chỉ tiêu 7 m vuông một người. Nhưng thực tế hiện nay, tổng diện tích công viên hiện hữu chỉ 500 ha, tương ứng tỷ lệ 0,55 m vuông một người. Nếu không quyết tâm đột phá trong các giải pháp kế hoạch đặt ra, thành phố Hồ Chí Minh vẫn khát cây xanh, khiến chất lượng cuộc sống của người dân sụt giảm, Sở Xây dựng thành phố nhấn mạnh. Tình thế giới, Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết vụ xả súng nhằm vào căn cứ không quân hải quân Corpus Christi ở bang Texas vào hôm qua là hành động có liên quan đến khủng bố. Thủ phạm đã bị tiêu diệt ngay tại hiện trường và các nhà điều tra đang truy tìm nghi phạm thứ hai. Theo văn phòng thông tin hải quân Mỹ, vụ việc xảy ra sáng sớm ngày 21 tháng 5 theo giờ Mỹ là một thành viên lực lượng an ninh bị thương. Corpus Christi là căn cứ được cả lực lượng quân sự Mỹ và nước ngoài sử dụng cho các chương trình huấn luyện bay. Hiện FBI đang làm việc với chính quyền các địa phương nhằm xác định thủ phạm, động cơ vụ tấn công, cũng như phân tích vũ khí được tìm thấy tại hiện trường. Khoảng 5 tháng trước, một vụ xả súng tương tự cũng đã xảy ra tại một căn cứ hải quân Mỹ tại bang Florida do một học viên phi công quân sự người Ả Rập Xê Út đang theo học tại đây thực hiện, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Theo kết quả điều tra được công bố đầu tuần này, viên phi công này có liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda và đã lên kế hoạch xả súng từ trước khi sang Mỹ tham gia khóa học. Sau vụ việc, chính quyền Mỹ đã siết chặt các quy định về việc sở hữu súng đạn đối với hàng ngàn học viên quân sự nước ngoài đến học tại Mỹ, đồng thời tiến hành thẩm tra lý lịch học viên chặt chẽ hơn. Người dân tại thủ đô Jakarta, Indonesia đổ xô đến các khu vực mua sắm để chuẩn bị cho dịp lễ quan trọng của cộng đồng người Hồi giáo vào cuối tuần này. Năm nay, người Hồi giáo tại Indonesia sẽ đón ngày lễ lớn Eid al-Fitr rất khác biệt khi chính phủ không cho phép các buổi lễ cầu nguyện tập trung đông người. Hiện chính phủ Indonesia đã yêu cầu các cửa hàng đóng cửa để ngăn chặn lây lan dịch bệnh. Tại chợ thực phẩm Senen, nhiều người đã đến mua hàng thiết yếu cho dịp lễ, nhưng số lượng khách giảm, doanh thu các cửa hàng giảm đáng kể. Tôi sợ đi chợ lắm, nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Đây là lần đầu tiên tôi đi chợ trong hơn nửa tháng qua. Người dân đã được yêu cầu duy trì giãn cách xã hội và phải đeo khẩu trang khi mua sắm. Chính quyền thủ đô Jakarta cho biết sẽ xử phạt những ai không tuân theo quy định của chính phủ. Indonesia đã ghi nhận gần 21.000 trường hợp mắc COVID-19 và hơn 1.300 ca tử vong. Trong khi đó, tại Pakistan, người dân tại thành phố Karachi cũng đổ xô đến chợ và các cửa hàng để mua sắm dịp lễ Eid al-Fitr, bất chấp lệnh hạn chế của chính phủ. Hiện Pakistan vẫn đang thực thi các lệnh phong tỏa kéo dài trong gần 2 tháng qua, bao gồm giãn cách xã hội, đóng cửa doanh nghiệp và trường học. Các cửa hàng tại Karachi chỉ được hoạt động trong 4 giờ và chỉ kéo dài trong 10 ngày dịp lễ Eid năm nay. Pakistan đã ghi nhận gần 51.000 ca nhiễm và hơn 1.000 ca tử vong vì COVID-19. Trong cuộc họp báo hôm qua, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike đã nêu chi tiết về kế hoạch mở cửa các doanh nghiệp theo từng giai đoạn. Kế hoạch này sẽ được áp dụng nếu chính phủ Nhật Bản thông báo dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Tokyo và 4 tỉnh khác sớm nhất là vào tuần sau. Theo bà Koike, giai đoạn 1 sẽ gồm mở cửa lại bảo tàng và trung tâm thể dục thể thao trong nhà không có khán giả. Nhà hàng sẽ được phép phục vụ rượu và kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 giờ. Việc nới lỏng các quy định này sẽ có hiệu lực vào 0 giờ ngày 26 tháng 5 nếu chính phủ của Thủ tướng Abe Shinzo quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau cuộc họp đánh giá vào ngày 25 tháng 5. Liên quan đến vấn đề tổ chức Olympic, Thống đốc Tokyo cũng cho biết ưu tiên hàng đầu là kiểm soát dịch bệnh để Thế vận hội diễn ra theo đúng kế hoạch vào năm sau. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach nói rằng một Thế vận hội không có khán giả không phải là điều mà cơ quan này mong muốn, và cho biết Olympic sẽ bị hủy hoàn toàn nếu không được tổ chức vào năm 2021. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Nhật Bản hôm 22 tháng 5 đã nâng mức cảnh báo đi lại đối với 11 nước lên mức độ 3, đồng thời yêu cầu người dân không được đi tới các khu vực này.
Trở lại với phần tin trong nước, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu cùng đồng chí Lê Quang Thành, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 6, Bí thư Đặc khu ủy Vũng Tàu, Côn Đảo và giới thiệu quyển tự truyện Lê Quang Thành, một đời nghĩa nặng tình sâu do nhà văn Trầm Hương lược ghi. Đây là dịp để các thế hệ đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh hiểu rõ hơn về cuộc sống, chiến đấu và hy sinh của những người lính bộ đội Cụ Hồ trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước. Tự truyện của đồng chí Lê Quang Thành thể hiện rõ tâm hồn trong sáng, tấm lòng bao dung, lương thiện của một con người được thừa hưởng nền giáo dục đậm chất nghĩa khí Nam Kỳ. Ở tuổi ngoài 90, mỗi ngày ông tỉ mẩn viết nên những dòng tự truyện đậm chất sử thi, trữ nặng nghĩa tình, trao tặng cho thế hệ con cháu mai sau một gia tài tinh thần quý báu. Quyển tự truyện kể lại một cuộc đời sôi nổi, dấn thân, sống hết mình cho lý tưởng cách mạng của đồng chí Lê Quang Thành, thủ lĩnh của đoàn thanh niên trong những năm chống giặc cứu nước. Thông điệp từ quyển sách sẽ tiếp thêm cho thế hệ đoàn viên thanh niên trẻ những hoài bão, lý tưởng, tình yêu quê hương, cha mẹ, gia đình trên con đường xây dựng đất nước vững mạnh trong tương lai. Chiều tối qua, sau khi tiếp nhận bệnh nhân 91 nam phi công người Anh nhiễm COVID-19, ekip phụ trách điều trị của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn và đánh giá tình trạng của bệnh nhân. Nam phi công tiếp tục được điều trị nội khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn và các bệnh lý nền để tiến đến quá trình ghép phổi khi đủ điều kiện. Bệnh nhân 91 hiện ngủ sâu dưới tác dụng thuốc an thần và giãn cơ, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Tính đến ngày 22 tháng 5, bệnh nhân đã bước sang ngày điều trị thứ 66. Kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính cả về phương diện PCR cũng như phương diện phân lập virus. Kết quả chụp CT scan phổi lần 2 của bệnh nhân cho thấy phần phổi phục hồi đã chiếm khoảng từ 20 đến 30%. Mạch và huyết áp của bệnh nhân ổn định, siêu âm tim ghi nhận thất trái co bóp tốt, đồng bộ, dịch màng ngoài tim, lớp mỏng. Bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị kháng sinh, kháng nấm, lọc máu, hỗ trợ thở máy, mở khí quản, can thiệp ECMO. Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ huy động toàn lực để cứu chữa cho bệnh nhân 91. Đến khi bệnh nhân có đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe, thì sẽ tiến hành ghép phổi theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.